Good morning, chào cả nhà. Bây giờ là mới có 7 giờ sáng nè. Ở bên tiểu bang của mình á, nước đá, hiện tại cái này là nước đá nha cả nhà. Nó đang xuống nè, trắng xóa trên con đường luôn. Một hồi thì tuyết nó mới rơi. Đó. Thấy không? Nó phủ kín xe trên này nè. Đó. Mấy cái cây nè. À, đây là nước đá nha. Nước đá nó rơi. Nó rơi trắng xóa luôn. Rất là lạnh. Wow, nguyên con đường. Hôm nay là coi mọi người ở nhà hết, không ai đi làm. Mình hốt nè, nước đá nè, nước đá rào 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 rồi đó, hột nhỏ 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 nhỏ. Ngoài kia tuyết rơi rơi. Sao ta đứng đây lạnh quá trời. Ôi. Đứng mà quay phim mà hai cái tay lạnh cống luôn. Nhìn thấy đó. Đó nó đang rơi đó. Còn nghe mấy con chim nó đang bay lạnh quá chừng luôn. Trời cả nhà thấy không? Trời nó âm u trời vẫn còn tới thui nè. Đó. Đèn đường vẫn còn cháy, chưa có tắt được. Đó, vì trời còn hơi tối. Bây giờ nó đang rơi nước đá rất là nhiều luôn. Nhà thấy đang rơi quá chừng rơi luôn nè. Wow, đằng kia có gió nữa kìa. Nhà thấy có gió không? Đó, gió nó rung mấy cái cây đó. Đó, thấy tuyết nè, ở nên nước đá nó rơi đó. Nhìn thấy mình quay gần cái nước đá nó rơi đó. Wow, gió quá, lạnh quá. Đẹp quá chừng. Wow, gió quá. Sáng giờ tuyết nhiều, nước đá nhiều quá là cào nè. Giờ cào bớt đi cho nó xuống tiếp. Xuống nữa mình cào tiếp. Đó. Thấy cái đang xuống không? Nó rơi quá chừng luôn. Đường trắng xóa chừng vậy rồi. Mọi người nghe nó rào 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 không? Đây nó kêu rào 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 nè. Đó, nước đá nó rớt đó. Xúc tuyết ngay chỗ cái gara của mình rồi, để mình đi xe chạy xuống cho nó được, chứ không có khó chạy xuống lắm. Đây là bên ngoài nè. Đó. Quay gần cái nhà thấy là nó đang xuống đó, thấy không? Nó rơi rất là nhiều luôn. Giống như là mưa vậy đó.
Ủa, cái mưa nó xuống là cái nó thành trơn trùi luôn. Nhiệt độ hiện tại bây giờ đang âm là 15 độ, 15 độ C cả nhà. Nó âm 15 độ C đó. Rất là lạnh lắm. Bây giờ mình gói nhân ngọt nha. Mình gói nhân chuối rồi, nhân đậu xanh rồi. Mình gói nhân ngọt. Đậu xanh ngọt. Cho 300 g nếp xào rồi vô trong cái food wrap nè. Mình lấy đậu xanh. Và đậu xanh mình xào với lại nước dừa. Mình mới xoay qua bên này, mình mới túm hai bên lại. Bên đây thì mình ém cái nếp vô cho nó đều. Cái mình chập cái bên này lại, chập cái bên này lại, cái mình cuốn vô. Đó, cái đòn lớn đòn nhỏ thì tùy theo mình nha. Đó, cuốn cỡ như vậy. Bây giờ mình lấy thêm một cái food wrap nữa, một cái bao ni lông đầy đồ ăn nè, bỏ cái này vô đây. Đó, cuộn lại, ém hai đầu xuống cho nó đều. Xong mình làm cho tiếp tục làm cho nó hết luôn. Đây mấy đứa cháu nó ra nó trượt băng này. Hello, hello anh trai, hello anh bác. My name is CJ2K and I Hello Phước. 19 years old and Hello, how are you? Đây nắng được ông tuyết nè, chữ trơn không trơn vậy. Sao không có hai con mắt vậy? Wow, gió quá, lạnh quá, lạnh quá. Bây giờ nó còn phải rơi nữa nè, ở nhà ngoài đường đó, giờ nó dậy nè đó, thấy ghê không? Wow, khu rừng bao la bát ngát, tuyết rơi tuyết rơi, ngoài kia tuyết rơi rơi, sao mà lạnh thế này, gió quá chừng đi. Wow, hello anh Bách, hai chị Châu, hai gạo mà nó còn đóng nước đá dưới đất này, nó giờ thấy không? Đó, tuyết còn đang rơi đó nha, nó rơi cho tới tối nay luôn. Trắng xóa trên trời luôn. Cạo nãy giờ cũng 3-4 lần rồi. Cạo hoài, cạo tới, cạo xuôi, cạo ngược hoài, nó cũng còn xuống dày nha. Nó xuống cái lát, lát vô cái nó trắng xóa hết. Đang vô nhà làm bánh tét, bánh chưng dở ra phải cạo. Là luôn nhà là bánh tét bánh chưng trở ra cạo, làm mấy chục đòn bánh tét
10 đòn bánh chưng. Đó. Bánh chưng ai mà nhìn thấy bánh chưng này cũng hú hồn luôn. Thầy gói quá đẹp luôn. Cũng thấy ghê quá chừng đây nè. Đó. Ngay chỗ mấy kẻ xe là nó cũng đóng dày cộm luôn rồi nè. Đó, hơn cả gang tay chứ ít đâu. Mấy chỗ nào không có cào được. Giờ cái tuyết người ta làm là trượt tuyết. Lát cái nó nứt đá nó xuống cái mưa nó xuống cái nó đóng đá luôn. Hello, hello. Bây giờ mình chạy ra cầu ngoài đi làm nè. Thấy tuyết cũng còn nhiều quá chừng luôn. Phía ngoài người ta cũng chưa có cạo nhiều. Cũng còn trắng xóa nhiều bên. Rất là đẹp. Ra để mà coi những bên này bên kia. Nghe nói bên Canada nó tới ở Toronto nó lên tới 25 cm, nó rất là nhiều. Nhìn thấy không, lâu lâu 2 năm nay không có tuyết rồi, bây giờ mới có trở lại. Là nhìn cũng đẹp nhưng mà rất là lạnh. Chạy xe cũng rất là nguy hiểm, nhưng mà vì mình phải đi làm nên phải chạy thôi. Ở phía ngoài thì người ta ủi nó sạch rồi, ra cũng không sao. Hai bên thì cũng rất là tuyết nè, cả nhà. Đổ sạch hai bên còn trắng xóa luôn. Đây nè, ở bên đây là cái khu chợ nè, cả nhà thấy không, nó cũng trắng xóa trên chợ nè. Đó. Ra tuyết rất là nhiều. Wow. Hai bên rất là đẹp. Ngày mai đây chắc học sinh cũng phải nghỉ học nữa, ra đâu có đi học được. Bên toàn là rừng không, mình phải qua một cái đoạn rừng này. Trời vẫn âm u, nghe nói thứ sáu này lại có tuyết tiếp. Thật ra thôi cũng mệt ghê, ghét chứ mùa đông.
xe ngoài đường cũng ít người chạy. Đó, hôm nay là có nhiều hãng xưởng người ta đóng cửa người ta nghỉ. Ngân hàng nghỉ. Rồi hôm nay học sinh là ngày lễ của cũng nghỉ luôn. Nên mình đang ngừng đèn đỏ nè. Qua đèn đỏ là tới chỗ mình làm. Thật ra mình cũng đi ra ngoài mình coi cái chỗ công việc làm như thế nào, không có thì cũng đóng cửa về sớm. Cả mọi chỗ đều đóng cửa hết luôn. Như vậy thì cũng khó có ai để đi vô đây làm lắm. Là thời tới đó mình nhìn thấy cũng thấy ghê quá. Còn mình cũng chắc cũng đi về. Thôi bây giờ đi về thôi chứ đâu có làm gì được nữa đâu. Kiểu này là đã làm gì nữa giờ. Nghỉ ngày hôm nay ngày mai tiếp tục làm. Ok, hẹn lại cả nhà vào video kỳ sau nha. Chúc cả nhà nhiều sức khỏe, nhiều hạnh phúc. Bye bye.